Hello, xin chào mọi người. Và ngày hôm nay là sau chương trình học chuyển giao quy trình thì bây giờ anh em lại nạp năng lượng. Nạp năng lượng hay là anh em hôm nay là quyết định đi ăn gọi là buffet hải sản. Đấy. Nên là bây giờ dành hết gọi là năng lượng để ăn buffet hải sản. Là bây giờ chúng ta đi cùng vào nhà hàng nha. Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn hải sản đây này. Đây này, ngon chưa? Lấy đâu nữa đây? Bây giờ em đi lấy đi, anh quay cho em đi lấy. Món gì đấy? Cái xem gì? Ok. Mọi người theo chân đại gia đi lấy hải sản này. Ngon chưa? Đây cánh gà chiên à? Ăn hải sản chứ này. Được rồi, ít thôi. Tâm lý. Đây đúng không? Quay đây. Mình là 5 người đúng không? Đây nha, mọi người thấy nha, đây là có cánh gà này, ngao này, đề bề này, ốc này. Đấy, nó đẹp. Buffet hải sản. Đấy, cho mọi người xem qua này. Đấy, đâu ấy? Đây này. Đây là chỗ lấy gia vị. Ừ, chấm hải sản đúng bây giờ là đang ai rất là nhộn nhịp đấy, rất là nhộn nhịp để lấy hàu đây, lấy hàu đây. Bắt đầu tự nhiên sau đoạn này là hết tiếng rồi này, nên là chắc là do đôi kỹ thuật đây. Bây giờ là giai đoạn là lấy một chút salad đây. Đây là cộng sự đẹp nhất công ty. Đấy, hôm nay là ngày bạn ấy rất là bận rộn đi chợ cho cả bàn. Đấy, rất tuyệt vời, nụ cười rạng rỡ luôn mọi người ạ. Chắc là hành trình chuẩn bị đi lấy những món khác để cho buổi tối hôm nay thật tuyệt vời. Nào, chúng ta cùng tiếp tục đi lấy những món ngon nhất. Đây hành đây. À, ăn hàu hàu nướng đi. Em lấy đi, đợi anh tí. Món gì chị? Đây là món gì á? Đây là món gì á? Vậy thôi. Mấy món một tí thôi. Rồi. Đây này, ông này. Đây đây. Cái tông sống ở chỗ đâu thì ta?
được chưa? Ờ, anh này đi ăn xong. Chú sức khỏe anh chị nhá. Wow. Chị đâu món gì được trước nhỉ? Chị đâu món gì trước nhỉ? Chú à? Đó đầu tiên là súp. Ngon đấy. À, làm miếng ốc anh em. Ốc. Cái ống rồi. Năm. Đây là nửa con nghe. Đây nghe. Bao tiền một cho chị? Nãy em chọn bao nhiêu? 389. Mình không thấy ốc hương gì nhờ. Mình thấy ốc hương cái này hương thế này. Tí thôi mà hai em đi hai cái cọc này nữa mình đi sang bên kia. Có cả cua hoàng đế này nhỉ?
Đây, đây chưa con đúng không? Con này á. Cá riêng. Còn đây là món gì vậy? Ngao muối. Ngao muối à? To đấy nhỉ? Ai cho ăn? Lắc cái gì? Úi dồi ôi, tôm. Tôm. Này. Này, con này anh không ăn đâu. Không. Liệu đi có lăn về không? Đi liệu đi có lăn về không? Cứ tình hình này thì lăn về đó. Tí lăn về. Đấy. Thử làm một miếng này nào. Dạy những thứ cái chị mà đang thiếu. Mà ý chị là dạy cái chị mà đến bây giờ còn chưa xong. À. Có không biết là chị hai đêm chị tính tới 1-2 giờ sáng rồi biết là sau chị bảo là nó đi nó đi đến chiều. Thì anh mới bảo là cần như chị ai nói được. Không ai nói được mình. Anh nói á. Chứ ai nói được bây giờ. Giờ phải đi luôn cuộc sống cho cả mấy nhà con chưa. Ủa, bên kia làm nấu nữa. Ấy 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 bình tĩnh. Ăn tôm đi. Lắc cái gì? Ai cho lắc mà lắc? Thank you.
đến 10 giờ hết. Không, ai tôi mang về. Em nói là mang về đâu mà em không ăn hết. Nhìn từ sáng hay giờ sướng cái gì? Nhìn ai phát từ sáng hay giờ từ ai thấy đâu. Hôm nay là em nghe nói chị Dương bảo là đi rửa máy nên là coi nhìn anh này nha, ồn lắm. Không anh có nước ngoài được chưa? Đây là sau một hành trình mấy chị em đi cùng nhau là đánh sạch banh banh nóc. Đây mọi người nhìn đây. Đấy. Sạch banh. Đó. Và bây giờ thì kết thúc cái chương trình gọi là đi ăn uống vào buổi tối ngày hôm nay. Đấy. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Chào và hẹn gặp lại mọi người.